33. Đội trưởng Trịnh, tôi có rất nhiều tình huống muốn báo cáo cho anh. Tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Anh hỏi trước đi. Được rồi, cậu có biết lần hành động này lại có người báo cáo lên không? Hả? Ma túy mà chúng tôi thu không phải là C2, mà là ma túy không phải C2. Còn tên họ Trần kia cũng không phải là người bán ở nước ngoài gì. Hắn không biết nói tiếng Anh, hơn nữa cũng không biết rõ thân phận của Đen Lâm. Nhưng mà lúc Đen Lâm cho anh Khôn liên lạc với hắn thì toàn dùng tiếng Anh để nói. Rất rõ ràng, Đen Lâm đang diễn trò, diễn cho anh Khôn xem. Đầu điện thoại bên kia cũng không phải là họ Trần mà chúng tôi bắt được ở hiện trường giao dịch ma túy. Xem ra Đen Lâm đã dặn cái bẫy cho anh Khôn nhảy vào. Rất có thể. Nếu là như vậy thì những điểm mà tôi đang nghi ngờ đã có thể giải thích được rồi. Đúng vậy. Chào đồng chí, anh vui lòng cho xe bằng lái đi. Anh Khôn, liên hệ xong rồi, anh đi trước đi. Tôi sẽ lập tức tới liền. Được. Tên cảnh sát giao thông lúc đó chắc là Đen Lâm đã cho người cải trang. Tới giao lộ phía trước rẽ phải, tới sân bông quốc gia, không phải là để trái sao? Bên phải có đường tắt. Sau đó chúng tôi tới một căn nhà ở nông thôn, tránh mặt 2 ngày. Tới khi Đen Lâm biết được anh Khôn và tên cần dậy đã chết rồi, chúng tôi mới trở về. Căn nhà nông thôn này đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cho thấy Đen Lâm là người báo cáo lên rồi. Mượn tay cảnh sát diệt trừ anh Khôn để mình lên ngôi. Phải. Trước diệt Lạc Duy, sau diệt anh Khôn, anh ta sẽ là đại ca của tập đoàn buôn lậu ma túy này. Nói như vậy, việc Đen Lâm tìm cách mượn tay cảnh sát để tiêu diệt anh Khôn chính là một chiêu vô cùng ổn thỏa. Đúng. Tuấn Khanh à, tôi còn có một chuyện cần hỏi. Tôi nhớ cậu từng nói ở trong nhà của anh Khôn có rất là nhiều đồ cổ. Đúng vậy, tôi từng nhìn thấy. Nhưng mà sau khi anh Khôn chết, chúng tôi đã lập tức tới nhà họ để lục soát điều tra. Đồ cổ ở đó chẳng được mấy món nào đáng tiền hết. Nè, nhìn thấy chưa? Giống như món này đã không cánh mà bay. Đây là chiếc bình sen 6 cạnh thời Càn Long đã được anh Khôn đem cầm với đám ngân hàng ngầm rồi. Trước khi anh Khôn chết, còn dặn Đến Lâm chọn ra mấy món đồ cổ đem chôn cùng với hắn. Xem ra món đồ cổ này đã bị Đến Lâm cầm hết rồi. Đến Lâm không thể nào ra tay nhanh như vậy được. Anh Khôn vừa chết, chúng tôi lập tức cho người tới lục soát. Nhưng lúc tới đó, những thứ đáng giá đã không còn. Chuyện trước đó tôi dặn anh làm có thể làm được rồi. Càng nhanh càng tốt. Có thể Đến Lâm đã sớm lên kế hoạch. Hắn gọi điện thoại kêu người tới biệt thự của anh Khôn lấy đi số đồ cổ đắt giá. Tôi còn nhớ nếu anh Lâm đã thuyết phục anh Khôn đem đồ cổ tới thế chấp ngân hàng ngầm. Tôi đoán bọn ngân hàng ngầm cũng là đồng bọn của hắn. Anh Khôn vừa chết, số bảo bối đó liền rơi vào tay của hắn. Đến Lâm này lên kế hoạch rất chu toàn. Đội trưởng Trịnh, tôi còn nghe Đến Lâm nói anh Khôn có một nơi bí mật chuyên cất giữ đồ cổ của anh ta. Anh Khôn xem số đồ cổ kia còn hơn mạng sống của mình. Chúng ta ở nhà của anh ấy chỉ là nhìn thấy vài món đồ thôi, còn rất nhiều đồ đắt giá không biết đang được cất giấu chỗ nào. Tôi hiểu rồi, Đến Lâm đã tìm được chỗ đó nên hắn mới ra tay với anh Khôn. Cho nên Đến Lâm nói với cậu hắn không biết nơi đó ở đâu, hắn đang gạt cậu. Cậu nghĩ kỹ lại đi, nơi cất giấu đồ cổ đó có thể là ở đâu? Có một chuyện tôi vẫn cảm thấy rất là kỳ lạ. Xe anh Khôn hình như là đụng trúng người ta. Hả? Tài xế của anh Khôn lái xe rất chậm, sao đụng người được chứ? Vậy đi, tôi lập tức nhờ bên phòng giám sát điều khiển kiểm tra xem thế nào. Bạch Chỉ, cậu tập hợp các video ở máy quay giám sát quanh khu vực nhà của anh Khôn, sau đó gửi tất cả tới điện thoại di động của tôi. Cứ vậy đi. Hay là mọi người ăn chút gì đi, còn nấu mì cho mọi người ăn. Nếu vậy thì ăn mì ăn liền còn hay hơn. Anh không thích ăn thì thôi. Nó nấu mì khó ăn lắm hả? Lát nữa chúng ta sẽ biết thôi. Quá ra mọi người thích ăn gì chua cay. Họ muốn dùng giấm với tương ớt để át đi mùi vị ban đầu. Thành Dung nấu mì ăn ngon thật mà, đúng chứ? Mọi người nhìn đi. Thiết bị theo dõi.
Hắn lợi dụng thiết bị theo dõi để theo dõi anh Khôn, mục đích là tìm ra nền tài giáo đồ cổ. Tên Đế Anh Lâm này muốn tiền của anh Khôn, còn muốn cả mạng của anh Khôn nữa, đáng sợ quá. Hiện giờ tất cả mọi nghi vấn đã được giải quyết. Vẫn còn một chuyện nữa tôi vẫn chưa được rõ, là chuyện gì? Đế Anh Lâm tuy là kẻ lên kế hoạch vô cùng chu đáo, chặt chẽ, nhưng mà nhất định phải có một kẻ hở. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới sau khi anh Khôn và Cần Vệ của hắn một khi bị cảnh sát bắt giữ có thể sẽ khai ra hắn sao? Với lại cách làm việc của Đế Anh Lâm lại vô cùng chu đáo chặt chẽ, tại sao lần này hắn lại hành động chẳng khác gì dân cờ bạc đang cá cược? Đúng vậy, lần này không giống phong cách của hắn ta. Hắn có bến cảng, có tiền, hắn nhất định sẽ mua C2 với số lượng lớn. Tôi với rắn là phụ tá đắc lực của Đế Anh Lâm, nên sẽ có cơ hội tham gia vào vụ giao dịch C2. Chính vì vậy nên tôi mới tạm dừng bắt Đế Anh Lâm. Dương Tuấn Khanh, người bán kia rốt cuộc là có thân phận gì? Cậu nhất định phải điều tra thật kỹ, rõ. Đội trưởng Trịnh, vậy còn con? Con sắp sửa chán chết đi được rồi. Tiểu Dương, cậu cần phải làm sao? Từng bước để Đế Anh Lâm tin tưởng Thành Dung, để cô ấy cũng trở thành nhân vật cốt cán trong tập đoàn buôn lậu ma túy. Nếu như vậy, khi hai người hợp tác sẽ càng có thể tìm được nhiều hơn chứng cứ tội phạm của Đế Anh Lâm. Lần trước vụ của Cố Gia Huy, Thành Dung đã làm rất tốt. Đội trưởng Trịnh, anh thấy tôi có thể làm được chuyện gì không? Cậu cho rằng lần trước phạm sai lầm lớn vậy có thể bỏ qua được sao? Cũng may Tiểu Dương trở về rồi, nếu cô ấy không trở về thì sao? Cậu có nghĩ tới chưa? Tôi biết mình sai rồi đội trưởng à, tôi không làm vậy nữa đâu mà. Chính Vũ à, lần này tôi sẽ không giao nhiệm vụ cho cậu đâu. Đội trưởng, anh không cho tôi cơ hội sửa chữa sao? Chỉ cần cậu không để bại lộ thân phận của mình là đã rất tốt rồi. Được rồi, tôi đi trước đây. Cái nón của tôi. Đội trưởng Trịnh, cứ lo dọn cả ngày cũng mệt lắm. Cậu mệt mỏi hả? Tôi tốn nhiều tiền mới mua được á. Đi thôi, đi thôi. Đội trưởng Trịnh, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Có chuyện gì sao? Sao nhìn cậu nghiêm túc vậy? Trương Thanh Dung có phải là con gái ruột của lão đội trưởng Trương Tiến Đoàn không? Sao cậu lại hỏi tới vấn đề này? Thanh Dung có kể cho tôi nghe câu chuyện của một người bạn thân. Cô ấy nói ba của bạn cô ấy không phải là ba ruột. Chuyện này có liên quan gì tới Thanh Dung đâu? Tôi cảm thấy không phải là chuyện của bạn cô ấy, mà là chuyện của chính cô ấy. Sao cậu lại khẳng định như vậy? Đội trưởng Trịnh à, anh đừng có quên, tôi tốt nghiệp chuyên ngành trinh sát hình sự. Trong tình huống nào mà nó lại kể cho cậu nghe chuyện này? Hai người ở chung đâu có được bao lâu đâu. Chưa gì nên nói hết với nhau rồi sao? Không phải là nói hết với nhau. Không phải Đường Thiên Nhàn đi Mỹ rồi hả? Thanh Dung thấy tôi suốt ngày cứ không vui, lại không biết làm sao để an ủi tôi. Tôi đoán là cô ấy không có chiêu nào nên định kể cho tôi nghe chuyện này. Nếu vậy, cậu đối với Thanh Dung có ấn tượng thế nào? Rất tốt. Anh đừng thấy tôi suốt ngày đấu võ mồm với cô ấy. Nói thật lòng, tôi rất khâm phục cô ấy. Anh nói một cô gái phải tự mình tập xử lý độc lập mọi chuyện, quả thực không dễ dàng gì. Được rồi Tuấn Khanh, những gì chúng ta trò chuyện hôm nay cậu sẽ coi như chúng ta chưa từng nói qua. Cậu không được nói lại với bất kỳ ai, bao gồm cả Thanh Dung. Đương nhiên rồi, cậu nói không sai, Trương Tiến Đoàn quả thực không phải là ba ruột của Thanh Dung. Hơn nữa Thanh Dung cũng biết Trương Tiến Đoàn là ba nuôi của con bé. Vậy Thanh Dung có biết ba mẹ ruột của mình ở đâu không? Nó có nói với cậu điều gì nữa không? Không nói gì nữa. Thanh Dung là con gái ruột của Lý Cường. Thanh Dung chưa từng gặp ba ruột của mình, bởi vì Lý Cường trong một lần hành động đã mất tích. Hóa ra Thanh Dung là con gái của Lý Cường. Vậy mẹ của Thanh Dung đang ở đâu? Mẹ con bé nghe nói Lý Cường mất tích đã vô cùng đau khổ. Ngay lúc đó cô ấy đã sinh non, cuối cùng cô ấy cũng qua đời vì khó sinh mà chết. Tôi thật sự không ngờ thân thế của Thanh Dung lại đáng thương như vậy. Vừa chào đời đã không được gặp ba mẹ của mình. Vậy chú Trương tại sao lại nhận nuôi Thanh Dung? Có phải là vì chú ấy ly hôn không? Trước đó Thanh Dung có nói với tôi một chút về chuyện này. Ba mẹ của Thanh Dung là lớn lên trong cô nhi viện. Họ là Thanh Mai Trúc Mã. Họ đều là cô nhi à?
Phải. Về sau, khi anh Trương biết tin Lý Cường mất tích đã rất đau khổ. Anh ấy cảm thấy tất cả mọi chuyện là do anh ấy phán đoán sai lầm mà ra. Nhất là khi biết mẹ của Thanh Dung đã qua đời, biết Thanh Dung từ giờ sẽ không còn bất kỳ người thân nào trên đời. Anh ấy cảm thấy nên nhận nuôi con của chiến hữu cũ là điều cần nên làm. Là chú Trương quyết định làm như vậy. Vẫn chưa ly hôn đúng chứ? Vẫn chưa. Lúc đó anh ấy và người vợ trước đã cãi nhau rất là dữ dội, hoàn toàn chỉ vì chuyện nhận nuôi Thanh Dung. Anh Trương kiên trì đòi nhận nuôi con bé, còn vợ của anh ấy thì kiên quyết không nuôi. Cãi giả càng lúc càng nhiều. Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó, anh Trương tới cô nhi viện để làm thủ tục nhận nuôi Thanh Dung xong, sau đó lại đi cùng với vợ của anh ấy làm thủ tục ly hôn. Hóa ra là như vậy. Lúc đầu tôi còn cảm thấy rất kỳ lạ, người mẹ nào mà lại nhẫn tâm như vậy. Con gái chưa được một tuổi đã dứt bỏ không lo tới. Đội trưởng Trịnh, sau này Thanh Dung có biết Lý Cường là ba ruột của ấy không? Tôi cảm thấy nó vẫn chưa biết. Tuấn Khanh à, hôm nay những gì chúng ta nói không thể nói lại với bất kỳ ai, đặc biệt là Thanh Dung. Chuyện này đối với nó là một đả kích rất là lớn, sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của nó. Hiện giờ đang là lúc chấp hành nhiệm vụ, sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi đội trưởng Trịnh, tôi hiểu rồi. Được, vậy tôi đi đây. Giúp đỡ nó, giúp đỡ Thanh Dung. Alo, chào em, Minh Trinh. Vậy tối nay đi. Được. Bí thư Thường đánh giá rất cao căn cứ cai nghiện của em. Em cảm thấy anh ấy đánh giá về em rất khách quan. Em đó, lúc nào cũng tự tin như vậy. Anh biết không, em nhất định sẽ đem căn cứ cai nghiện này trở thành căn cứ cai nghiện đứng nhất nước và thế giới. Khâm phục. Đỗ tổng của chúng ta mãi mãi là như vậy, luôn hoàn mỹ. Anh hiểu tính của em mà. Hoặc là em không làm, làm rồi thì phải làm cho thật tốt. Nếu là như vậy, em phải tiêu tốn rất nhiều kinh phí vào đó. Phải. Thật ra thì tài chính của bên em cũng tương đối căng thẳng. Hơn nữa căn cứ cai nghiện này cũng không phải là hạng mục sẽ mang lại lợi nhuận cho em. Muốn thu hút được các nhà đầu tư thật sự rất khó. Nhưng em đã có cách rồi. Em có cách gì? Hai ngày tới, bên đài sẽ tới chỗ của em phỏng vấn trực tiếp về dự án căn cứ cai nghiện. Tới lúc đó, khi anh xem đoạn phỏng vấn trực tiếp, anh sẽ biết ngay thôi. Được, anh nhất định sẽ xem. Trình Tiêu, hôm nay anh có thể về nhà sớm, ở bên cạnh Thục Quân và Linh Linh, em về công ty đây. Trễ về rồi còn làm việc à? Em muốn đem mấy điểm anh vừa đề nghị với em bổ sung vào kế hoạch của bên em, vì nó rất là tốt, nếu không em sẽ quên liền đó. Được rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi ha. Được rồi, gặp lại sau. Làm em giật mình à? Có nhìn thấy biển số xe không? Không thấy. Chiếc xe đó hình như là xông về phía em thì phải. Có khi nào đám người đe dọa em hôm trước không? Là cùng một nhóm rồi. Bọn họ không biết em rồi. Họ đe dọa em, em càng phải kiên trì xây dựng đảo Lữ Môn đó. Trình Tiêu, lỡ như em có bất trắc gì, anh nhớ chung em ở trên đảo Lữ Môn đó. Đã hơn nửa đêm rồi, còn nói mấy điểm xấu làm gì? Thật ra thì em đã muốn ở căn cứ cai nghiện trên đảo Lữ Môn xây một tượng đài kỷ niệm cho đời sau. Được chung ở đó, đâu có gì mà không được. Em đó,
Đã nhiều năm như vậy, vẫn tính khí đó, phụ nữ mà không thua gì đám đàn ông. Vậy đi, em cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi, đi thôi. Nè, tôi thấy cô bận cả buổi rồi, hay để tôi giúp một tay nghe. Không cần đâu, anh đừng làm loạn thêm giùm cái. Xem thường tôi đúng không? Anh là vậy mà. Không phải nấu con cá thôi sao? Ra đi, để tôi làm cho. Vậy làm phiền anh nghe. Món cá kho đúng không? Được rồi, cô chờ đi. Món cá kho hả? Nè, cô còn làm gì trong đó vậy? Mau ra đây đi. Anh mặc kệ tôi đi, anh ăn cơm trước đi. Bụng tôi đau quá đi à. Cô sao rồi? Có cần tới bệnh viện không? Không cần đâu, tôi đau một hồi là sẽ hết thôi. Hay đi khám đi, sẽ ổn hơn. Anh đừng đoán già đoán non nữa. Đi mua đồ giúp tôi là được rồi. Mua đồ gì? Đồ của phụ nữ đó. À, tôi biết rồi. Tôi mua đồ cô cần đang treo ngoài cửa đó, cô ra lấy đi. Không sao rồi. Cảm ơn anh đã mua đồ giúp tôi nghe. Còn biết mua cho tôi đồ làm ấm nữa. Cô đừng nghĩ tôi có ý gì nghe. Mấy thứ đó cứ ra rã suốt ngày trên TV, nói là rất có ích nên tôi mua thôi. Cảm ơn anh. Không có gì. Anh nói tên rắn đi đâu vậy? Đến Lâm nói rắn đang giúp hắn làm vài việc. Hay là bọn họ lại quý đồ gì khác? Không rõ nữa. Hiện giờ Đinh Lâm rất là để ý, không nên hỏi hắn những tin tức có giá trị. Tên rắn rốt cuộc là đi đâu chứ? Alo, anh ơi. Bây giờ? Được, tôi lập tức qua liền. Đinh Lâm kêu tôi tới bến cảng. Có chuyện gì sao? Tôi đâu có biết đâu. Tôi đi nghe. Đúng rồi, báo cáo đội trưởng Trịnh đi. Được. Anh rắn Hiếu Kiên, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Đánh cá. Đánh cá? Rảnh rỗi nên có nhãn hứng tới vậy sao? Nè, được mấy con này thôi hả? C2. Không phải cậu nói tôi không giao cho cậu chuyện gì làm sao? Chuyện tiếp theo tôi đều phải giao hết cho cậu đó. Anh đợi, tôi thật sự không thể chờ thêm được nữa. Hiếu Kiên, xem nè.
Sao rồi? Đã nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi. Nhẹ tay, nhẹ tay, nhẹ tay. Đây là vị trí của cậu. Coi hài lòng không? Trợ lý tổng giám đốc. Anh ơi, cuối cùng anh cũng chịu phong quan cho tôi rồi hả? Đương nhiên, chúng ta là anh em mà. Thời gian này cậu lấy thân phận là trợ lý tổng giám đốc, ở lại văn phòng làm việc đi. Những lá trà và búp bê kia là đơn đặt hàng với công ty chúng ta. Các thùng hàng sẽ từ bến cảng của chúng ta trực tiếp chở sang Mỹ. C2 là bán cho khách hàng ở bên Mỹ sao? Đúng vậy. Vì chuyện của anh Khôn nên gần đây từng đô càng lúc càng khắt khe hơn. Nhưng mà cậu đừng có sợ, chúng ta chỉ tạm thời không bán trong nước thôi. Tôi đã có mảng khách ở nước ngoài, cứ tiếp tục đưa hàng ra tới nước ngoài. Anh ơi, lần trước ra giao dịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này nhập hàng không bị ảnh hưởng gì chứ? Đương nhiên là không bị ảnh hưởng gì rồi. Hơn nữa, nguồn cung còn nhanh hơn. Tôi thật sự không ngờ hôm nay rắn lại có thể đem hàng tới cho tôi. Nếu không tôi cũng không thể báo với cậu tới sớm như vậy. Tuấn Khanh, nhớ kỹ, C2 vừa đến phải bỏ C2 vào trong thùng hàng thật nhanh, không được để lộ sơ hở nào đó. Cậu rõ chưa? Rõ rồi. Đây, mỗi lần giao hàng đi, trong này đều có thông tin về số tàu, số container và hành trình đi. Toàn bộ những thông tin ở trong đây cậu đều phải thuộc nằm lòng. Anh ơi, mấy cái chuyện này tôi chưa từng làm qua. Cậu thông minh mà. Mấy biểu này có là gì đâu chứ. Có gì không hiểu cứ trực tiếp gọi hỏi tôi. Được. Anh ơi à, tôi chỉ phụ trách việc xuất hàng. Vì việc nhập hàng, có phải cũng nên cho tôi tham dự một chút không? Hiếu Kiên, định cướp chén cơm của tôi đó hả? Coi nói gì kìa, tôi học hỏi thêm chút thôi mà. Hai người các cậu, mỗi người tự quản lý phần việc của mình đi. Khoảng thời gian này phải cực cho cậu rồi. Có lẽ cậu phải lại bến cảng này luôn đó. Không thành vấn đề. Nhưng mà anh đới à, tôi có thể về thay bộ đồ được không? Đi ra ngoài gấp quá, không mang theo thứ gì hết. Mấy chuyện này có gì đâu mà khó khăn. Gọi điện thoại cho Thanh Thanh, kêu cô ấy lập tức gửi tới ngay. Được, tôi gọi liền đây. Alo, alo em yêu. Anh ở đâu vậy? Anh ở nhà kho chung với anh đới và anh rắn. Anh đới giao cho anh ít công việc. Khoảng thời gian này có lẽ anh không về nhà được. Em soạn ít bộ đồ cho anh đi. Được rồi, em sẽ mang tới cho anh liền. Được rồi. Alo, Thanh Dung. Giờ nói chuyện được rồi hả? Phải. Là như vậy, rắn giúp đỡ anh Lâm đưa một nhóm C2 tới nhà kho. Bọn họ sẽ đem số C2 này giấu trong hộp trà và búp bê Nga để chuyển qua Mỹ. Bọn họ đưa C2 sang Mỹ à? Đúng. Đỡ anh Lâm để tôi ở nhà kho phụ trách việc xuất hàng. Còn nói là sau này C2 sẽ lần lượt chuyển tới nhà kho để họ giao sang nước ngoài. Cô lập tức báo tin này cho đội trưởng Trịnh đi. À, em đừng có quên nghe. Nhớ gửi theo đồ sạc pin nữa đó. Được rồi. Anh đới, anh rắn, sao các anh còn quay lại? Quay lại lấy đồ. Cậu vừa gọi cho ai vậy?
gọi cho Thanh Thanh. Lúc nãy gọi điện thoại quên nói với cô ấy gửi theo đồ sạc pin. Sao lại đổi điện thoại này gọi cho Thanh Thanh vậy? Cái này hả? Là như vậy. Lúc ở nhà mấy anh Rắn có mua cho tôi chiếc điện thoại. Thanh Thanh cứ chê kiểu dáng cũ quá nên mua cho tôi cái mới hơn. Điện thoại mới của cậu, cho tôi xem một chút đi. Nè, lịch sử cuộc gọi cũng chỉ có một. Tin nhắn trên WeChat không thấy tin nào. Có phải có chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy không? Hay là cậu xóa hết rồi? Anh đới, anh nghĩ nhiều quá đi. Điện thoại này Thanh Thanh mới mua cho tôi thôi. Bình thường tôi toàn dùng điện thoại mà anh đáng đưa. Còn cái này căn bản là không dùng tới. Vậy cũng không tới mức chỉ có một cuộc gọi ở trong đây chứ. Là như vậy. Từ khi đi theo anh đới, bạn bè trước đây tôi gần như không liên lạc. Tôi không muốn họ biết tôi đang làm việc gì, đúng chứ? Hơn nữa, sau khi anh Khôn gặp chuyện, tôi với Thanh Thanh suốt ngày chỉ ở nhà, cần gì phải gọi điện thoại. Lúc nãy là lần đầu tiên tôi dùng điện thoại này đó. Vậy chúng ta cùng nhau chờ Thanh Thanh tới vậy. Được thôi. Đầu bếp. Đồ con cần có đủ rồi. Giờ con tới bến cảng đi. Thanh Dung à, con có thể nghĩ cách ở lại đó không? Để Dương Tuấn Khanh có thêm một trợ thủ. Được. Chuyện này con đã nghĩ tới rồi. Tốt. Vậy con vào thu dọn đồ đạc đây. Được rồi, con chuẩn bị đi. Tới rồi, tới rồi. Trong này. Thanh Thanh, em yêu, tới rồi hả? Ôi, nhớ quá đi. Có mệt không hả? Không mệt, không mệt hả? Nhưng mà anh mệt thì ghét quá đi. Nè, chào anh đới đi. Chào anh đới, cực cho Thanh Thanh rồi. Tôi nói nghe nè, cô làm gì mà chuẩn bị nhiều đồ cho Hiếu Kiên quá vậy? Còn mang theo đồ trang điểm nữa. Còn có đồ của tôi nữa mà. Anh đới, tôi vất vả lắm mới được ở cùng với Hiếu Kiên. Bây giờ lại đưa anh ấy tới chỗ này. Tôi không làm ngưu lang chức nữ nữa đâu. Tôi có thể ở đây cùng với anh ấy không? Không thành vấn đề. Để tôi xem thử. Cô mang thứ gì cho Hiếu Kiên nghe. Nhiều đồ vậy sao? Toàn là quần áo thôi. Anh cũng biết rồi đó. Con gái lúc nào cũng nhiều đồ mà. Con gái các cô đúng là phiền thật đó. Nè cô coi, còn đồ trang điểm nữa. Chà, nhìn đẹp quá ha. Đây là phấn mặt của tôi. Anh Rắn, tôi thấy đàn ông các anh không ai biết bảo vệ làn da của mình hết. Hay là thoa lên một ít cho anh nghe. Đúng là còn phá tôi nữa chứ. Cái này cũng mịn thật đó. Đúng rồi Thanh Thanh, vali này nặng thật đó. Cô mang theo bao nhiêu thứ vậy? Là quần áo thôi. Đây là cái gì? Dưỡng thể. Anh Rắn, nếu như anh thích vậy tặng cho anh đó. Tôi còn tưởng thứ gì ăn được. Còn trong này, trong đó là đồ nội y của tôi. Anh Rắn, hay là thử một chút đi. Thôi thôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi tò mò quá rồi. Thanh Thanh đúng là thích nói đùa ha. Lúc tôi đi vào đây, nhìn thấy dọc lối đi số thùng hàng, rồi số tàu nữa, đúng là cảm thấy vô cùng thân thiết. Sao hả? Cô từng làm việc ở bến cảng sao? Đúng vậy, tôi trước đây là đại diện cho công ty mình, tới xuất nhập các container hàng, thường xuyên tới bến cảng đối diện buôn bán giao hàng bến cảng. Cô có quen không? Đương nhiên là quen rồi. Vậy anh đới, anh Rắn, tôi có thể lấy chưa? Tôi nói nè anh đới, từ nãy tới giờ tôi rầu rĩ mấy biểu mẫu giao hàng chuyển hàng gì đó. Cũng may có Thanh Thanh rồi, cô ấy có thể giúp đỡ. Anh đới, nếu không phải Thanh Thanh lo vụ Cố Gia Huy, giờ bến cảng này chưa chắc đã thuộc về chúng ta đâu. Anh còn gì mà không yên tâm nữa.
Tôi có gì mà không yên tâm đâu chứ. Tôi còn định để Thanh Thanh phụ tá cho cậu đó. Làm phụ tá cho nấy sao? Làm phụ tá cho nấy có gì đâu hay. Tôi không làm cho nấy đâu. Sao hả? Em không hài lòng mà. Đi, về phòng rồi nói chuyện với em sau. Đi đây, anh Đới anh Rắn. Được, nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt. Phòng nghỉ đâu vậy? Bên kia kìa. Anh Đới, tôi thấy là chúng ta đã nghỉ nhiều rồi. Con người của tôi là quá mức nhạy cảm, thấy việc gì cũng nghi ngờ. Dương Hiếu Kiên có thể yên tâm dùng rồi. Vậy tôi chuẩn bị nhóm C2 tiếp theo đây. Tốt. Tới rồi em yêu. Điều kiện ở đây có hơi kém một chút. Thiệt cho em rồi. Nói không chừng có camera. Đâu có thiệt thòi gì đâu. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, em ở đâu cũng được hết. Chỗ này đã bao lâu rồi không có người ở vậy? Toàn là bụi thôi à. Vậy sao? Bây giờ sao hả? Chúng ta quét dọn trước đi. Được, em quét nhà đi. Anh lau đồ đạc. Anh lau bên trong nghe. Sao rồi? Hình như khá sạch sẽ. Tôi cảm thấy ổn rồi. Không phát hiện gì hết. Không có camera, cũng không có máy nghe trộm. Xem ra đến anh Lâm đã hoàn toàn tin tưởng chúng ta rồi. Lúc này xảy ra chuyện gì vậy? Còn không phải là vì điện thoại này sao? Điện thoại? Sao lại đổi điện thoại khi gọi cho Thanh Thanh vậy? Lịch sử cuộc gọi cũng chỉ có một thôi. Có phải là có chuyện gì đó không để cho người khác biết được nên xóa hết rồi không? Hóa ra là như vậy. Đế anh Lâm này đúng là quá đa nghi. Chúng ta phải cảnh giác thường xuyên mới được. Phải đó. Đúng rồi. Đội trưởng Trịnh có căn dặn gì không? Hay thật. Máy quay mini hả? Không phải chứ. Chỉ mang theo một cái thôi à. Ở trong này còn rất nhiều. Đội trưởng Trịnh kêu chúng ta bỏ những máy quay này vào trong các kiện hàng của C2. Đội trưởng Trịnh sẽ báo với cảnh sát bên Mỹ. Có thể thông qua máy quay này để tìm ra được người mua. Nếu cảnh sát nước Mỹ bắt giữ người mua, như vậy nhất định sẽ đánh động tới Đế Anh Lâm. Đúng rồi. Nhưng mà hàng quá từ Tần Đô đi tới bến cảng Mỹ sẽ mất thời gian một tháng. Đội trưởng Trịnh yêu cầu chúng ta trong thời gian một tháng này phải điều tra ra được nơi sản xuất C2. Hiểu rồi. Cô đối với việc xuất nhập hàng hóa ra nước ngoài rất là rành rẽ. Cô học ở đâu ra vậy? Hôm trước tôi có phá một vụ án. Bọn họ giấu ma túy trong những thùng hàng nhập về bến cảng rồi vận chuyển đi các nơi. Vì để hiểu rõ quá trình nhập hàng ở ngoài cảng, tôi đã phải tìm đọc tài liệu về nghiệp vụ này. Thật không ngờ lại dùng được lúc này. Đúng là học giỏi. Cô lại còn mang theo cây viết bên mình nữa à?
Còn nhớ vụ bắt cóc Lục Hiếu Tuyết không? Chúng tôi ở trên tờ tiền chuột dùng loại mực nước đặc thù để ghi lời nhắn trên đó. Tôi đã cho người dùng loại mực này viết lên chữ báo cảnh sát ở trên tất cả tờ tiền. Nửa tháng sau, loại mực mà chúng tôi viết lên tờ tiền sẽ tự động chuyển thành màu vàng. Chỉ cần người nào cầm được các tờ tiền này cũng sẽ thấy được mấy chữ đó. Nói như vậy, trong cây bút này cũng được trang bị loại mực đó rồi, đúng. Trong bình này đều là loại mực nước đặc biệt. Nếu giao hàng tới nhưng mà chúng ta không tiện bỏ thiết bị theo dõi vào trong thì có thể dùng mực nước này ghi ký hiệu riêng. Nhưng mà vẫn có một vấn đề, hàng của chúng ta để tới nước Mỹ thì cần thời gian một tháng, còn mực nước này chỉ nửa tháng sau đã hiện lên rồi. Thời gian thể hiện của mực nước này có thể điều chỉnh được. Hiện giờ thời gian hiển thị của mực nước trong cây bút là khoảng 40 ngày. Nếu chúng ta làm nóng nước mực này thì thời gian thể hiện của nó sẽ rút ngắn lại. Thời gian làm nóng càng lâu thì thời gian mực nước này hiện lên sẽ càng ngắn. Học sinh giỏi đang khoe khoang kiến thức hóa học đó hả? Thanh Dung, hai người làm việc rất tốt. Nhưng mà tôi cần phải nhấn mạnh một điều, thời gian của hai người chỉ có một tháng thôi. Tôi chờ tin tốt của hai người. Người bán C2 là ai? Ai là người bán C2? Dấu chấm hỏi này cần phải được xóa đi. Nè, nè, anh, nè nè, đứng lên đi, đứng lên đi. Cô sao vậy? Anh ngủ đó, tôi ngủ đâu đây? Trong phòng chỉ có một cái giường thôi, cũng không có ghế sofa, tôi ngủ đâu đây chứ? Nè, tôi không ngủ trên giường thì ngủ đâu đây? Dựa vào đó bắt tôi ngủ dưới đất. Nếu muốn tôi ngủ dưới đất còn ngủ trên giường thì như vậy là đối đãi không công bằng rồi. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa được không? Hai chúng ta mỗi người ngủ một phần giường của mình, không xâm phạm nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi làm biến cãi nhau với anh lắm. Được, cứ coi như là nói đúng đi. Tôi cũng không muốn ngủ với người đàn ông trên một chiếc giường đâu. Cô nghĩ nhiều vậy làm gì? Chúng ta là chiến hữu, là một danh hiệu trân quý khó lắm mới có được. Cô nghĩ nhiều vậy nên mới không ngủ ngon được đó. Đừng nghĩ tới mấy chuyện giới tính nữa, ngủ ngon. Không được, anh đứng lên đi. Không được ngủ đây. Được ngủ rồi, tốt quá đi. Đồ lưu manh này, ngồi dậy đi. Nè nè, cô làm gì vậy? Nè nè, đừng mà. Anh ngồi dậy đi, nè, làm gì vậy? Mệt quá đi à. Ngủ thôi. Con người của tôi không đáng tin đâu. Tôi sợ tôi ngủ thiếp đi thì sẽ... Sẽ cái gì? Sẽ tới 6 giờ sáng. Nào nhanh đi nhanh đi. Nhẹ tay thôi. Để xuống nhẹ thôi. Nhẹ tay nhẹ tay nhẹ tay. Nào nào khiêng lên nhanh đi. Bên kia nữa, mau lên. Nhanh đi chỗ kia kìa, mau đi. Cẩn thận một chút, coi chừng đó. Được rồi, mau lên, đóng lại đi. Đi, chúng ta lên trên cảng đi, được.
Đây đây đây, chỗ này, đi chỗ này chỗ này, tới đây là ra rồi. Ờ à, đúng rồi. Tới liền. Anh Đới, sao anh ở đây vậy? Tới thăm hai người. Điều kiện ở đây đúng là hơi tệ ha. Sao rồi, thấy quen chưa? Ở đây rất là tốt, chỉ là Hiếu Kiên cảm thấy giường này quá cứng thôi. Phải đó. Để hai người ở đây, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu quá. Anh Đới, ý anh nói tôi sắp xếp mọi thứ chưa ổn thỏa à? Thật ra tôi nấu ăn dở dữ lắm. Tình hình xuất hàng sao rồi? Anh Đới à, C2 dựa theo sắp xếp của anh gửi đi hết rồi. Hiếu Kiên, sau này những tài liệu liên quan tới C2 sau khi gửi hàng đi rồi thì phải lập tức tiêu hủy ngay. Đốt hết đi.